chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hiện tại thì cái đoạn đường này vô cái gốc cây me quý vị, bữa nay Nhân đi đường tắt, không đi đường bên kia. Đường bên kia bữa nay khó đi quá. Thì hôm qua Nhân có đến đây xin cho quý vị cái lọc cái tài, Nhân xin được con 12 với con 43 quý vị. Thì Nhân xin cho miền Nam và miền Bắc, thì ông bà cô bác ở đây cũng linh thiêng quý vị. Cho mình cái lọc cái tài con 12 về ngay cái đầu miền Nam ha. Và miền Bắc thì tiếc là về con số đảo quý vị, còn 21 ngay cái đầu luôn quý vị. Đó, thì tài lộc về tâm linh quý vị, Nhân làm bằng cái tâm, ai có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó quý vị. Thì đây là ngôi mộ vô danh ha. Đó, thì ở đây có ba cái vong linh, không có mộ bia quý vị, thì Nhân đặt là mộ vô danh. Đó, thì hôm nay Nhân quay trở ở đây để trả lễ quý vị, ngay chân chỗ này hôm qua, đây, để mà trả lễ, để xin lại cho quý vị cái lộc cái tài và ngày mai tham khảo ha. Thì hiện tại thì đối diện bên bên kia quý vị, đó, ở bên đó người ta đang hát karaoke quý vị, cho nên là hơi bị ồn, thì cũng mong quý vị thông cảm cho Nhân ha. Đó, thì đường xá xa xôi Nhân cũng tranh thủ quý vị, cũng mong quý vị hãy hoan hỷ. Thì hôm nay thì nói chung nhà người ta hát karaoke quý vị, chắc người ta ăn gầm á quý vị, gầm tháng giêng á. Thôi thì tài lộc hôm nay ai có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó. Thì hôm nay Zalo Gia Heo thì miền Nam mình thất thủ, miền Bắc thì mình cũng ăn được ngay cái đầu và về một cặp luôn, miền Trung thì một cặp luôn. Rồi thì trên kênh với Zalo Gia Heo hôm nay thì cũng khá là gực gỡ ha. Hôm nay hai ngày thì Zalo Gia Heo thì xin chúc mừng cho anh chị ha. Rồi thì ai phát tâm phát nguyện, Nhân làm bằng cái tâm, ai muốn phụ Nhân được cái gì thì phụ ha. Thì Nhân cũng hoan hỷ để Nhân có cái đồng ngân quý vị, để Nhân đổ xăng làm lộ phí mua trái cây với này kia. Thì Nhân không có xin quý vị, quý vị cứ phát tâm phát nguyện, Nhân không có xin. Đó, đây trái cây, các cái quý vị, bánh rồi ôi. Rồi thì bây giờ Nhân không linh ta linh tinh là Nhân soạn đồ lên để mà tiếp tục xin cho lại cho quý vị cái lọc cái tài ngày mai ha, là ngày 15 tháng 2 năm 2022 tại cây vong linh treo cổ. Đó quý vị, quý vị thấy treo cổ đây quý vị, thì xung quanh thì đồng ruộng nha, rất là lớn đó. Thì Nhân đi có mình rồi quý vị ơi ha. Rồi để không làm mất thời gian của tất cả quý vị, Nhân cũng đã soạn đồ lên rồi quý vị. Rồi thì bây giờ Nhân cũng đã khắn hết rồi, Nhan thì cũng đã xuống một phân rồi. Tất cả quý vị ngày mai tập trung tại cây gốc cây me ha. Hôm nay mình cũng ăn thông quý vị. Thì bây giờ Nhân xin phép hai Nhân chạy hột gà ha quý vị. Quý vị hãy tập trung nha.
Rồi thì cái lọc nhân sinh được là con 129 quý vị, và con 12 và con 29 nha. À, cái lọc lớn thì nhân sinh cho miền Nam miền Bắc quý vị, ngày tháng thì nhân có ghi ra đây ha. Do bây giờ thì nhân sinh đập hộp gà cả quý vị, ngày mai quý vị tham khảo bộ số này nha. Thì canh treo cổ ở đây rất là linh thiêng quý vị. Hôm nay mình cũng ăn thông nha. Thì nhân cũng xin chúc mừng cho toàn thể anh chị em của bác hôm nay trên kênh cũng như Zalo và heo thì mình cũng gật gỡ ha. Rồi thì bây giờ đó, rồi cái trứng nổ rất là lớn quý vị. Rồi thì số về tâm linh tất cả quý vị cứ tham khảo, nhân không có ép buộc ai, thì nhân làm nghề bằng cái tâm. Rất mong quý vị ai thương mến nhân khi xem video, mọi người cho nhân xin một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của nhân. Rồi rồi thì bây giờ nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chúc toàn thể anh em chị em cô bác ngày mai tại cái cung vong linh treo cổ ai cũng có lọc có tay ha. Xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.